Chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đi chơi liêng. Đấy, cháo bài xanh chín. Anh em cháo bài, chia bài xanh chín, không có làm bài làm biết gì. Anh em chia này. Đấy, khi mà anh em chia xong này, ví dụ bài anh em 6 điểm này, bỏ luôn. Không cần biết các bài còn lại bao nhiêu điểm, kể cả bài anh em 9 điểm vẫn bỏ luôn. Tại vì bài mình sẽ không thể lớn hơn được bài này. Không thể lớn hơn được cái bài số 3 này anh em nhé. Cho anh em cùng xem luôn tại sao mình lại biết như vậy. Đối diện này, nhà này cũng 6 điểm này, không bao giờ vượt qua được cái những bài còn lại này. Anh em nhớ không? Bài này 8 điểm. Tiếp tục này, cho anh em xem thử lại ván nữa này. Đấy, chào cho anh em xem này. Đấy, ví dụ như khi anh em đi chơi nhá, anh em cháo thoải mái. Đấy, người khác chia thoải mái anh em nhé. Đấy, không nhất thiết là mình phải chia. Đấy, đây, chia cho anh em xem này. Làm rất là chậm cho anh em nhé. Để anh em thấy được là hoàn toàn không phải là do mình đánh các cái đòn truyền hay là đòn gì mà mình nhận biết được như vậy. Đấy, ví dụ như là bài này 5 điểm này, bài của mình đây 1 điểm. Và kể cả cái bài còn lại này, nó có lên được 3K, nó vẫn thua cái bài cuối cùng này. Ví dụ bài còn lại này nó lên được 3 điểm, 100% bài này sẽ là bài lớn nhất. Đấy, 100% bài này sẽ là bài lớn nhất. Anh em thấy không ạ? 9 điểm luôn. Đấy, tại sao mình lại biết như vậy? Anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, 0937 60 44. Anh em liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin qua Zalo đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Anh em nhé. Đấy, thì ở đây thì anh em hãy cùng đón chờ tiếp video của mình để anh em có thể là thấy được tại sao mình có thể làm được cái điều như vậy. Đấy, trước hết ở đây nguyên nhân, nguyên do của nó là do đâu, có phải là mình đang sử dụng đòn đánh gì không? Đấy, thì hoàn toàn là không anh em nhé. Đấy, không có một cái đòn đánh nào mà nó có thể giúp cho anh em biết được tất cả các cái bài của cả làng, là bài nào lớn nhất, bài nào lớn nhì, lớn thứ ba và bài nào thấp nhất. Đấy, mà ở đây mình vừa sử dụng cho mình đó chính là bộ sản phẩm máy đánh bài. Đấy, đây là bộ sản phẩm máy đánh bài mới nhất của bên mình hiện nay. Đây là hàng của bên mình mới về, hoàn toàn là cam kết với anh em là những cái bộ sản phẩm chất lượng nhất, hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường và được bên mình nhập về. Đấy, đây cho anh em cùng xem, đây chính là một bộ sản phẩm máy đánh bài đầy đủ hộp cho anh em cùng nhìn. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là ok này. Đầy đủ, bên trong sẽ có là phụ kiện cho anh em, tai nghe siêu nhỏ đây, cho anh em cùng xem tai nghe siêu nhỏ. Đấy, những cái phụ kiện này thì nó sẽ có đầy đủ cho anh em. Đấy, khi anh em đi chơi này, con máy này anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường. Đó, hình thức thì giống một con iPhone 7. Tốc độ báo thì cực nhanh, góc báo thì cực rộng. Đấy, bên tấn thì cam kết cho anh em là sản phẩm chất lượng uy tín, đem đến cho anh em sự hài lòng tốt nhất. Đấy, để giúp cho anh em mà khi đi chơi sử dụng, anh em là người giành chiến thắng. Đấy, để giúp cho anh em kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Là khi mà anh em giành chiến thắng, niềm vui của anh em và cũng là niềm hãnh diện của bên mình khi bán được cho anh em những cái bộ sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất. Đấy, thì khi bộ sản phẩm này anh em có thể sử dụng là đầy đủ các cái trò chơi, giúp cho anh em chơi được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá. Ví dụ như là ba cây, liêng, xâm lốc, tiến lên miền Nam. Đấy, bài cào, xì tố, xì lách. Đấy, hay là các cái bài binh, tất cả các bộ môn bài lá liên quan đến bài lá. Đấy, của ba miền Bắc Trung Nam đều có thể chơi được cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, không lo lắng đến vấn đề là ví dụ sân chơi của anh em, ví dụ anh em lo là anh em chơi binh máy không đánh được, vẫn đánh bình thường. Anh em chơi xì máy không đánh được, vẫn đánh bình thường anh em nhá. Đấy, khi anh em bấm mã đăng nhập này, anh em đăng nhập vào đây, nó sẽ hiện lên một cái giao diện trò chơi này cho anh em. Đấy, đối với cái giao diện này, anh em bấm vào phần trò chơi sảnh này, anh em thấy không, nó hiện lên rất là nhiều trò chơi này. Ví dụ như ở đây, trò liêng ba cây các thứ, đây, tiến lên các thứ, rất là nhiều trò cho anh em lựa chọn. Ví dụ như mình sẽ test cho anh em như ở trò liêng vừa rồi. Rồi, test ở trò liêng thì ở cái trò liêng này nó sẽ có hai cái chế độ báo chính cho anh em, là báo nhà nào lớn nhất và cắt lá, bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất. Số người thì anh em có thể tùy chỉnh số người của anh em đầy đủ luôn anh em nhé.
Đấy, chế độ âm thanh này, khi anh em đi chơi anh em đeo tai nghe siêu nhỏ đó ở tai, còn mình test mình hướng dẫn cho anh em thì mình sẽ để chế độ loa. Đấy, bắt đầu trò chơi này. Thì đối với con máy này khi anh em đi chơi, anh em chỉ cần đưa bài vào, bài thì không khác gì bài chợ rồi, anh em có thể thấy rất là đơn giản cho anh em. Đấy, thì khi anh em đi chơi này, anh em chỉ cần đặt bài vào cái phần mắt camera của máy, nó sẽ nằm ở phần bên tay phải. Từ hướng cái điện thoại này hướng thẳng ra khoảng 30 phân, 35 phân là đầy đủ ok cho anh em. Anh em đặt bài này, anh em lưu ý là đặt bài này. Đấy, đặt phát máy báo ba, đặt bài lại này. Ở cái chế độ báo nhà lớn nhất này, máy báo 3 thì sao? Máy báo 3 thì tức là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất anh em nhé. Đấy, chia này, chia cho anh em này. Thì nhà số 3 là nhà nào? 1, 2, 3. Nhà số 3 thì nhà này sẽ là nhà lớn nhất cho anh em này. Nó sẽ là chuẩn 100% luôn. Không bao giờ có độ sai lệch một tí nào anh em nhé. Đó anh em thấy không ạ? Bài số 3 sát 38 luôn. Dù bài này mình có lên quy các át thì mình cũng phải bỏ thôi. Tại vì máy nó đã báo vào nhà số 3 lớn nhất rồi mà. Đúng không ạ? Máy nó báo nhà số 3 lớn nhất rồi thì anh em bắt buộc là anh em phải bỏ thôi. Đấy, tiếp tục là test tiếp cho anh em thêm một ván nữa. Đấy. Tiếp tục rồi. Ở cái chế độ này khi anh em đi chơi rất thích hợp cho anh em nào mà đánh ở sân chơi mà anh em hay đánh ẩm tẩy nhá. Anh em đánh ẩm tẩy anh em biết nhà nào lớn nhất rồi thì rất là ok. Ví dụ máy báo 1, đây mình sẽ để cao máy lên cho anh em hình dung rồi. Đó, máy báo 1 thì tức là sao? Tức là nhà mình là nhà lớn nhất rồi. Ví dụ đây, ván này mình cứ ẩm tắt tay, mình đánh tắt tay, đúng không? Ván này mình ẩm này, mình đánh bao tiền được, mình ẩm mình đánh bao tiền được. Bài làng này anh em này, đấy bài này 4 điểm này. Bài này 5 này. Đây, tiếp tục bài này. Đấy, bài này 1 này. Còn bài của mình 100% sẽ là bài lớn nhất rồi. Anh em có thể thấy 7 điểm lớn nhất trong đây. Đây chính là cái chế độ báo nhà lớn nhất cho anh em. Để khi anh em đi chơi anh em đánh ẩm tẩy, anh em biết được nhà nào lớn nhất. Đánh liêng mà anh em đánh ẩm tẩy mà anh em biết được bài nào lớn nhất thì anh em đánh cứ gọi là mát máy luôn, đúng không ạ? Hoặc anh em có thể sử dụng các chế độ khác. Đấy, tất cả chế độ này là đều là do bên mình đã từng trải nghiệm ở các sân chơi sòng sới. Đấy, thấy được hiệu quả nhất thì bên mình mới hướng dẫn cho anh em nhé. Nên anh em hoàn toàn yên tâm. Anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình để biết thêm chi tiết em nhé. Hoặc đến trực tiếp hai cơ sở trên màn hình bên mình có ghi đấy. Đấy, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi alo là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở anh em nhé. Đây, cho anh em xem tiếp. Ở cái chế độ bỏ lá để được bài lớn nhất này. Đấy, ở chế độ bỏ lá để được bài lớn nhất này, anh em chỉ cần đặt bài này. Đấy, anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 6 tức là sao? Anh em bỏ đi cho mình này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh em bỏ 6 lá này. Sau đó anh em chia cho mình. Thì 100% bài mình sẽ là bài lớn nhất. Đấy, ví dụ bài này 4 điểm này. Bài này 6 này. Bài này 5 này, bài của mình 7 điểm. Anh em đánh không ạ? Chưa cần lên bài biết bài mình lớn nhất rồi. Tại vì anh em chỉ cần bỏ đúng số lá như máy nó báo thì bài anh em sẽ là bài lớn nhất khi anh em làm cái. Còn ví dụ như khi người khác làm cái thì sẽ có cách tính riêng. Anh em có thể liên hệ đến số hotline, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đây, ví dụ như nhà số 4 này làm cái này. Mình đặt rồi. Nhà số 4 này làm cái, mình đặt máy báo 4, mình chuyển bỏ đi 3 lá thôi. Sau đó mình chia này, từ nhà số 4 này. Thì bài mình sẽ là bài lớn nhất. Đó anh em thấy không? 9 caro luôn. Rất là hiệu quả cho anh em khi đi chơi sử dụng anh em nhé. Đấy, thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình. Bên mình hiện nay thì có hai phân khúc dòng máy cho anh em. Cam kết cho anh em là tất cả dòng máy đều đem đến chất lượng và hiệu quả nhất cho anh em. Khi anh em kết bạn nhắn tin qua Zalo bên mình thì bên mình sẽ có phần quà ưu đãi tặng kèm cho anh em. Đó chính là một vỉ pin tai nghe gồm 10 viên trị giá 500 ngàn và một cây bài trị giá 700 ngàn, tổng giá trị phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn cho anh em, nên là anh em yên tâm cho mình anh em nhé. Đấy.
Thì anh em nào muốn sở hữu sản phẩm này có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình, hoặc đến trực tiếp một trong hai cơ sở bên mình, cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm. Còn những anh em nào ở xa, khi anh em đặt hàng thì anh em thông cảm giúp mình là bên mình là có gửi hàng cho anh em và anh em được phép nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền. Nhưng đây là hàng sản phẩm có giá trị cao, là khi anh em đặt hàng với mình là anh em sẽ phải, nếu mà anh em mua hàng lần đầu tiên, những anh em nào mà đã mua hàng bên mình rồi thì anh em biết được uy tín của bên mình như thế nào rồi. Đấy, thì những anh em mua hàng rồi thì bên mình sẽ không yêu cầu đặt cọc. Như những anh em nào mà chưa mua hàng bao giờ thì anh em đặt cọc cho mình 200-300 ngàn. Đấy, coi như là cái tiền trách nhiệm anh em lấy hàng. Đấy, để tăng cái mức độ uy tín cho cả hai bên. Đấy, anh em đặt cọc 200-300 nghìn, cái tiền đặt cọc đấy sẽ trừ vào cái tài tiền mà anh em nhận hàng. Tức là ví dụ là 10 triệu thì anh em chỉ thanh toán là, ví dụ anh em cọc 200 ngàn thì anh em thanh toán 9.800.000 thôi. Đấy, và anh em được phép kiểm tra hàng thoải mái, rất là ok cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.